phải có cô muối tiêu dữ không? Sao ông kiếm cái màu đỏ này cho mình thành muối ớt đúng không? Cho mình thành muối ớt đúng không? Không chịu màu đỏ. Không chịu màu đỏ hả? Dạ, muối chết nè. Trời ơi, chứ dòng muối tiêu mà phải thành muối ớt chứ giờ nữa. 60 chứ phải là già, 60 là tuổi mới bắt đầu mộng mơ. 70 là tuổi ăn chơi. 70 là tuổi mới qua vị này. 70 là số đỏ. Chào cô chú và các bạn, thì hôm nay là có cô này có rất là hôm nay con xin mượn thử thuốc cậu của bạn cậu nâu đen mà con sắp ra mắt. Thì cô đi tới đây massage được mấy lần rồi? 4 lần hả? 4 lần rồi, đỡ không cô? Đỡ rồi. Đỡ hả? Rồi hôm nay được nhuộm tóc nữa. Được rồi. Thích không? Được, nhuộm tóc mừng quá. Mừng quá hả? Rồi, bây giờ con sẽ nhuộm tóc cho cô nha. Cô xin phép cho cô xin phép nha. Rồi bây giờ con sẽ mở cái củ bạc nâu này cho cô, thì nó sẽ phủ màu nâu đen nha cô. Dạ thì cái tóc của cô nè, cả nhà coi nè, cả nhà tóc của cô nè, nó muối tiêu, nó bạc ngay chỗ tóc nhiều nữa lắm, đạt ngay ốc chân rồi ấy rồi. Dạ. Đúng là như thế này hết. Dạ. Biết luôn, có nhiều lắm nha cả nhà. Đó, bây giờ thì con sẽ gọi của bạn cho cô, thì dầu gọi của bạn này mình gọi lên xong mình để tắm đến 12 phút mình đã sạch cái nước là nó sẽ có một mái tóc thì đẹp luôn nha mọi người. Đó, bây giờ con sẽ chạy cái tóc cho cô. Cô mừng quá. Cô mừng hả? Đây ở dưới là lại tiền lấy nhộm 50.000 cái không được. Dạ. Nữa là bài chơi. Đó rồi cô nhộm nè, con thấy cô có nguồn chai số không? Ờ, về nhà là nhộm full đầu ha. Xong rồi chút rồi chừng nào bạc á mình dặm chân lại nha cô. Còn có nguồn chai đẹp. Dạ. Nhưng mà hôm nay con nhộm cho cô là cái này là nâu. Nâu. Màu nâu đen. Khi cô nhộm á thì nó sẽ ấy, rồi cô ra nắng á nó ánh nâu lên. Để tiệm nhộn 50.000. Để tiệm nhộn lần 50.000. Không có thiệt một tháng nữa là không có lúa trắng trắng nữa. Mỗi tháng tốn 50.000 gì vậy hả? Mà bình thường cô ra tiệm có phải đợi chờ gì không? Đợi cắt. À 50.000. À cắt 30 và nhộn thêm 50 nữa là 80.000. Bình thường cái này mình nhộn thì mình được để được khoảng bao lâu vậy bạn? Dạ cái này á mình nhộm anh để được khoảng 3 đến 4 tuần. Thì tùy theo mà cái máu của mình á nó có ra hay không. Nhưng mà thường á mình quét một lần á, lần đầu tiên á mình xài á thì mình quét nó tóc cho giùm em. Lần sau á mình nhẫm chân thôi. Là một chai mình xài được tới 7-8 lần rồi. Nó rất là tiện luôn. Thế lại tiện trời rồi ông. Đúng rồi, cái này dễ lắm, cô mua cô lắp cái lột vô. Xong rồi cô chải. Cô chải vậy nè, về nhà tự chải lên như chải tóc vậy đó, như chải đầu vậy đó. Vậy tính ra cái này là xài vừa tiện vừa tiết kiệm đó đúng không con? Bình thường cô là một tháng là cô phải ra tiệm mất một lần. Là mất 50.000. Chạy đi chạy lại rồi còn phải chờ đợi nữa đúng không? Dạ. Còn cái này mình chỉ cần ở nhà tốn vài phút thôi. Cô cảm thấy nóng rát da đầu gì không cô? Không rồi. Thơm không? Thơm. Thơm hả? Ừ. Không có nóng rát da đầu gì mình luôn. Nó hơi ấm ấm. À, mai mốt về nhà là mình cứ chải lên giùm con vậy nha. Có cái nhà mình vuốt xong rồi giờ mình massage. Đợi 8 tới 12 phút. Nhà lưu ý là phải coi chừng mấy cái nếp mấy cái chừng tóc á, gạch kỹ kỹ nè, thấy chưa nè, cái chừng tóc mà mình chải nó không có xét được mà phải lấy tay mấy chừng tóc rồi nè, mấy điều nếu mà ông không có làm xét cái chừng tóc nó sẽ bị ấy. Này đâu có ghét đúng không cô? Không. Nó thơm không? Nó hơi nóng và đậu. Nó không ghét đâu, bởi vậy mình làm cái tới chân tóc lại đi, để cho nó đẹp đều. Đây là đậu, chịu không?
cái bát đóng là 100. 100, thấy tay. Đó đúng rồi, cái bát đó đúng rồi, kéo lên. Đúng rồi, đó, mấy cái bát đóng rồi. Cái bát đóng bằng cái tỷ. Rồi, anh nhìn nào đúng tới giờ là dứt, là gỡ ra liền. Nãy có tóc cô ấy giữ không? Muối tiêu giữ không? Muối tiêu giữ hả? Sao ông kiếm cái màu đỏ này cho mình thành muối ớt đúng không cô? Cho mình thành muối ớt đúng không cô? Không, không chịu màu đỏ hả? Dạ, muối chết nè. Trời ơi, chứ dòng muối tiêu mà phải thành muối ớt chứ giờ nữa. Con lớn tuổi rồi, mấy đứa trẻ rồi. Trời, chứ giờ là xài cái ủ tóc này lên rồi, xài cái ủ bàn này lên là trẻ lại liền, đừng lo, yên tâm. Dạ, dạ, còn đâu? Dạ, đâu dạ, còn trẻ mà. Ai ai, con 71 tuổi rồi. Trời ơi, 60 chứ phải là già, 60 là tuổi mới bắt đầu mộng mơ. Hiểu rồi, chưa, chưa. 70 là tuổi đang chơi. Ấy con nói vậy mấy cái bà này nè, cho lên già chết mình ăn lại cái chầm đó. Rồi, đừng ông, đừng bà, già cũng chết luôn. Già đâu trẻ măng, già đâu trời. Nè cả nhà già hôm nay nào không? Còn trẻ mà. Bảy mươi là tuổi mới qua vậy này. Bảy mươi gần xuống đổ. Được. Ok. Nhà gần đây không cô? Nhà cô ở Vĩnh Long, ở Tiên Quê. Ở đâu? Vĩnh Long. Ở đâu? Vĩnh Long nè. Vĩnh Long hả? Miền Tây. Con cũng con ở cũng ở miền Tây. Cô ở đâu? Vĩnh Long. Vĩnh Long ở dưới huyện Tam Bình. Tam Bình. Mỹ Thuận đi xuống. Mỹ Thuận xuống Bình Bình. Bình Mỹ Thuận, cô bị gì vậy? Cô bị hành kinh. Gây hành kinh số 7. Ừ. Cái chuyện này nó bị giật giật đúng không? À. Nãy giờ cô vô số bóp chưa? Bóp rồi, hôm nay là đây nè. Bóp đỡ không? Đỡ, nè mà. Bóp xuống. Cô cười cho con coi coi. Cười nhanh răng. Nhìn 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 trước nè. Cười nhanh răng. Nhanh răng ra luôn. Cười gì nè. Có đúng không? Hả học rồi. Hả lớn được không? Kế lớp. Ăn lớn, ăn được không? Kế lớp, mấy cái lớn. Nhưng mà nó bị hơi giật giật đúng không? Ừ. Đau rồi. Đau. Đau. Dưới cái hạt này. Lúc còn chụp cái hạt dưới rồi con. Ha. Chồng đang giả. Đừng đang giả. Qua tự nhiên cả nhà, con sẽ dắt cô vô trong cả tóc, rồi cô đi với con nha. Nãy giờ trong khoảng thời gian cô chờ thì cô có cảm thấy ngứa hay không cô? Không. Không à? Không có ngứa vẫn có mùi thơm đúng không? Ấm cây già lòng. Tiêu rồi, nay giờ nè, phủ hết trơn luôn rồi. Quá đẹp luôn. Nãy trắng tươi rồi.
tuyệt vời. Rồi, sau khi dọn xong một cái, cho con xin vài cảm nghĩ của cô đi. Dạ con à, cô cậu chúc con bán đồ đẹp tắt nha. Dạ. Bữa nay thì đi bắt ra mà được nhận bắt hả? Cô rất cảm ơn công ty của chú Tám Sang. Dạ. Giúp cho cô. Đẹp gái gì đó. Đúng hả? Đẹp hả? Đẹp. Trẻ em mấy tuổi liền luôn. Bác mối chắc giờ còn 77 kìa. Tám bố giờ còn 77 hả? Mấy tuổi hơi lâu rồi. Ngon rồi ha. Cảm ơn các con học trang nha. Dạ. Chúc cho thật trọng. Ai có nhận tóc ra mua thuốc là chụp chú Tám Sang. Dạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô chú nãy giờ đã theo dõi con. Thì hôm nay con nhuộm tóc cho cô xong rồi. Thì cả nhà muốn đặt màn thì cả nhà liên hệ hotline 1900 888 663, 0777 588 881, 0818 299 606. Mà cả nhà cứ bình luận bên phía dưới thì tụi con sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị nha. Cảm ơn cả nhà.